Sáng ngày 3 tháng 10, tuổi trẻ online nhận được phản ánh về việc trụ sở thuộc Ủy ban nhân dân phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ở địa chỉ 248 Lê Duẩn, thành phố Huế trở thành nơi giữ trẻ mầm non. Theo ghi nhận, địa chỉ này là nơi làm việc của các hội đoàn thể thuộc phường Thuận Hòa và cũng là trụ sở làm việc của Hội nông dân thành phố Huế. Trụ sở này trước đây là nơi làm việc của Ủy ban nhân dân phường Phú Thuận cũ. Từ năm 2021, phường này được sáp nhập vào địa giới hành chính của phường Tây Lộc và phường Thuận Hòa, thành phố Huế. Tầng 1 của tòa nhà được trường mầm non Hương Sen mượn làm nơi giảng dạy, chăm sóc hơn 90 trẻ mầm non. Các cháu được chia thành nhiều nhóm nhỏ và học tập, nghỉ ngơi tại các phòng được đề bản như Phó Chủ tịch Phương, Ban Chỉ huy Quân sự, Hộ tịch. Bên dưới tầng 1 là trường mầm non, còn bên trên tầng 2 của tòa nhà vẫn là nơi làm việc của các nhân viên Ủy ban Nhân dân Phường Thuận Hòa và Hội Nông dân thành phố Huế. Theo tìm hiểu, nguyên nhân sự việc là do trường mầm non Hương Sen, trụ sở ở 62 Thạch Hãn, thành phố Huế, bị Ủy ban nhân dân phường Thuận Hòa tạm đình chỉ hoạt động từ ngày 25 tháng 9 vì không chấp hành yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Lãnh đạo phường Thuận Hòa cũng đã thống nhất cho trường mượn tạm tầng 1 của trụ sở nêu trên làm nơi giảng dạy trong thời gian bị tạm đình chỉ để khắc phục yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Ông Trường Đình Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, việc làm trên của phương thuận hòa chỉ là giải quyết tình thế trước mắt và không thể để các cháu học sinh học hành lâu dài trong trụ sở phương ông hạnh nói rằng đã chỉ đạo cho phòng giáo dục thành phố tạo điều kiện tối đa cho các phụ huynh có con em đang học ở đây muốn chuyển vào trường khác trong thời gian tới